Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 307. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Có thể nói một nhân vật tài sắc song toàn Về hạ sùng ái hắn như thế Cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi Đừng nói là về hạ trẻ tuổi Đến cả mấy vị quan lễ nghi trong cung này Có người nào đen lút nghĩ đến hoàng hậu Mà không ướt đâu Nhưng mà chưa đến nay Hồng nhân họa thủy Cứ như thế mãi quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa Trái lại Lâm Bắc Thần không cờ Là bản thân đã bị đính cho Cái mắt hồng nhân họa thủy này Những gì hắn nghĩ chính là thần đi đối xử với mình thật tốt Nàng biết mình không thích bị ép theo khuôn khổ Lại cũng biết mình có hơi mang tiền chủ nghĩa đại nam nhân Nên đã chắn hết tất cả thay mình rồi Đúng là lão bà thân 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 ai 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 ái Là bậc thần xoa xoa eo của mình Vì nàng tăng nguyện ý Tỉnh tận nhân vong Về hạ con chuẩn bị đệ vật cho ngài nữa đấy Vì quan lễ nghi lớn tuổi nói ồ oh, hố Là bậc thần có hơi bất ngờ nói Mang đến ta xem nào quan thế nghỉ lớn tuổi nói bệ hạ niêm phong lễ vật đặt trong tầm cung muốn để hoàng hậu đích thần xem hử ừ, lâm bắc thần bí bí thế cơ à lâm bắc thần tiến vào tầm cung quan nhân hắn nhìn thấy mười mấy cái rương tinh xảo bay biện chỉnh tề ngay ngắn trên giường tầm cung vẫn là tầm cung ngày xưa nhưng tất cả mọi thứ bên trong đều đã xóa bỏ dấu vết luyện kim cứu thế đặt cấm chế trận pháp sửa sang mới bày trí mới tất cả đồ dùng nội thất đều được thay mới. Lâm Bắc Thần đến bên giường, nhìn thấy trên trường còn có đánh số thứ tự. Hắn mở chiếc trường có đánh số 1 ra. Hả? Vậy mà lại là... Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy thứ lặng lặng nằm bên trong đó. Món bảo khí luyện kim này có thuộc tính tăng trưởng, nằm trong tay lăng thần. Sau khi trải qua gia trì và rèn luyện từ vĩnh hằng chi hỏa ở thất điện, hiện giờ nó đã là thế khí đỉnh phong thất thập giai lăng thần vậy mà lại muốn tặng món bảo khí luyện kim này cho mình có điều gì một giây sau lâm bắc thần để ý thức được bản thân đang nghĩ sai bởi vì bên cạnh còn đặt một tấm thẻ nhỏ bên trên ghi chí rõ ràng món bảo khí luyện kim này muốn tặng cho thiên thiến thiến lâm bắc thần gần cả người nhưng nó đi cũng phải nói lại thiên thiên được mệnh danh là thích chiến trùy đúng là sẽ rất thích thanh bảo khí này với tu vi hiện giờ của lăng thần tác dụng không còn lớn nữa. Trong thất điện còn có món tổ khí tốt hơn thuộc về nàng. Tăng lại món bảo khí này cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Bắc thần thu chiếc trương thứ nhất này lại. Hắn tiếp tục mở ra chiếc trường thứ hai. Bên trong là cổ thư màu đỏ sậm. Trên trang sách viết bốn chữ. Bên cạnh có đặt một tấm thẻ nhỏ. Quyển sách trước danh này tặng cho tần chủ tế. Lâm Bắc thần cầm quyển sách lên xem. Sau đó một lần đã chứng minh rõ bản chất học tra của bản thân, hoàn toàn không hiểu gì. Những thứ được ghi chép trong đó lại là giản sử của vũ trụ hồng hoang trước thời đại đại phát diệt lần thứ nhất. Có tranh minh họa đủ loại động thực vật, thậm chí còn có các chòm sao tinh cầu. Đối với tần chủ tế đi theo tiến sĩ đạo mà nói, thứ này đúng thật là một quyển sách quý giá. Bất kể là thư tịch nào về giai đoạn trước thời đại đại phát diệt đều vô cùng quý giá. Thật điện đội tỉnh thâm hậu Có được một quyển sách như thế này Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Lâm Bắc Thần thu được cái trường thứ hai này vào Mở cái trường thứ ba ra Trong đó là một bộ đồ vật cực phẩm Tổng cộng 21 món hình cầu Hình lập phương Hình hộp chữ nhật Hình bầu dục Hình bán cung Sợi kim loại tuyến tính Bút vẽ và dao khắc Dù chỉ với vốn trí thức nồng cạn của Lâm Bắc Thần cũng nhìn ra được đây là một bộ công cụ luyện kim cực phẩm chuyên dụng mà thiên trận sư dùng để bay trận khắc phủ. Quả nhân bộ công cụ này lang thần dùng để tặng cho nhạc hồng hương. Lâm Bắc Thần bờ hồ hiểu ra suy nghĩ của lang thần. Hắn mở chiếc trường thứ tư ra. Bên trong là một thanh trường kiếm đế khí luyện kim cấp 70. Không có gì bất ngờ, đây là lễ vật tặng cho xã vị ương. Ừ. Rồi tiếp theo đó cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, trong tổng cộng 16 cái giường Tất cả đều là lễ vật tặng cho đám nữ tử Có quà con lại với Lâm Bắc Thần Món quà tặng cho Mễ Như Yên Chính là một bộ tổng hợp kiếm Có thể tháo rời Tặng cho Vương Hình Dư Chính là một thành trọng kiếm Quà cho Hàn Lạc Tuyết là một cây pháp trượng Chúc phúc cực phẩm Tặng cho Viêm Ảnh là một bộ giáp trụ ngoại cốt cực phẩm Quà tặng cho Thành lôi Là một bộ áo giáp cấp 67 Có thể nói cái nào cũng vô cùng hợp ý mà bên trong bốn chiếc rương sau cùng thậm chí còn là lễ vật chuẩn bị cho đám người hàn bất phụ sở ngân đới tử thuần quang thương và tiêu binh ca tuy chỉ có thiên thiên và kiếm tuyết vô danh là không được nhận lễ vật lâm bắc thần thu hết hai mươi chiếc rương nhỏ này vào trong chốc lát không biết nên nói gì đại đạo bà đã suy nghĩ tưởng tận mọi thứ cả rồi và nàng cũng dùng cách thức này để nói lâm bắc thần biết rằng thật ra nàng đều biết rõ rất nhiều chuyện cảm khái một phen lâm hoàng hậu rời khỏi tầm cung sau đó lại lần lượt đi tìm những đứa hai tử kia nhanh chóng tặng những lễ vật kia bởi vì hắn biết nhất định lăng thần muốn để các nàng nhận được món lễ vật này trước đại hôn chuyện này trước đây khi hắn đi tìm mấy người kia vốn không hề giấu giếm gì đến cuối cùng đám người quang tường và sở ngân cũng đều nhận được lễ vật tất cả đều vui của ta nữa của ta đâu thôn tình hống trong đom đường ngay Cuối cùng không nhận được gì cả Lập tức bật mãn nói Tại sao ta lại không có Cả người không thể phụ bạc một con hống như thế được Con hàng này sau khi tiếp nhận Chịu An xong Càng ngày càng không có liêm sỉ Không hề con vẻ cuồng huyễn khóc rưỡi như là trước Mà trái lại trở nên mất liêm sỉ Sắp biến thành một con chó ngáo rồi Chuyện này trách ta được à Cận trừ giả xuẩn Ngay ngay ở cùng các ngươi Thuần tình hống tức giận nói Mà kệ Ta cứ muốn có đấy, mau đưa cho ta. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần đem cho nó một cây kẹo que cỏ bạc hà, mèo mua ở trên mạng cho nó. A a a, ngon quá. Trên thế giới này còn có đồ ăn ngon như thế này sao? Trong mắt của thôn tình thống đã say mê không thoát được. Nó là động vật họ mèo đấy. Thiếu già, con ta. Vương trùng cũng nóng lòng lắm rồi. Trời má. Hình như vương bà bà thần ái cũng không có quà thì phải. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mê tâm, đầu óc nhanh nhạy nói: "Lão Vương người đừng có đòi lễ vật gì đó nữa, người làm gia trưởng của hoàng hậu, trong hôn lễ đại diện cho phía nhà trai, trách nhiệm tỏ lớn đấy." Tin tức tần đế sắp đại hôn, khiến cho toàn bộ tuyển kim chi thành đều chìm trong trạng thái phấn khởi. Khắp nơi trong thành đều đang tranh thủ thời gian chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ và điển lễ đại hôn. Nhóm người tuyển kim sư phát huy tài hoa và sức tưởng tượng của bản thân cố gắng trang trí cho tòa thành rộng lớn có đến vài vạn năm lịch sử này lâm bắc thần tiến về phía kỳ thần vương phủ đến thăm tần lan thư và lăng quân huyền chuẩn bị lễ trọng trong bữa tiệc chủ khách tiểu vui mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng trước đây nàng ta kiên quyết phản đối nữ nhi gả cho lâm bắc thần bây giờ thì lại hận không thể để nữ nhi và lâm bắc thần mau mau xin cho mình một đám tôn tử tôn nữ trước đây thì lăng quân huyền vô cùng hài lòng với lâm bắc thần là đối tượng duy nhất hắn để bắt tới bây giờ thì lại vô cùng bắt bẻ lâm bắc thần căng nhiên căng thấy tiểu tử này không vừa mắt nếu không phải hắn biết rõ mình đánh không lại lâm bắc thần hắn có một loại cảm xúc muốn đè lâm bắc thần trở đất đánh tơi bời một trận may mà lâm bắc thần cảm thấy ánh mắt cha vợ sai sai lập tức nâng rượu lên cuối cùng vượt qua hiểm nguy đi ra từ trong biệt viện trong lòng lâm bắc thần chợt này ra một suy nghĩ đem theo hậu đệ đi bái phòng kỳ thân vương đây cũng là một vị đại công thần lâm hoàng hậu là một người có ơn tất báo không thể qua câu rút ván với hoàng thúc được ai mà biết được lần này hắn về mặt lại không gặp được người đâu lâm đại nhân mong ngài thứ lỗi bên cạnh trước túc để thánh điện mở ra vĩnh hằng chi hỏa vọt lên tận trời năng lượng rải xuống toàn bộ luyện kim chi thành Gia phụ cảm nhận được áo nghĩa của vĩnh hằng chi hỏa, sợ đắc được nó, tu luyện nhiều năm chậm chân tại chỗ, này có điểm đột phá. Bây giờ gia phụ đang bế quan, tạm thời không gặp khách. Một thương điền khí vũ hiền ngang nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt sùng kính. Hắn là di tử của kỳ thân vương, tên là Lăng Ý. Trước đây hắn đã từng gặp gỡ Lâm Bắc Thần mấy lần, là một người trẻ tuổi thiền tư tuyệt hảo, đồng thời cũng là fan cuồng nhan sắc và sự thực lực của Lâm Bắc Thần lâm bắc thần nghe vậy cũng thấy vui thay cho lão hoàng thúc thực lực của rất nhiều thần vương canh kim thần triệu đều đang chớm bước vào giai đoạn cuối cùng Giả phụ nói nhất định sẽ kịp trước buổi hôn lễ của ngài xin ngài cứ yên tâm lăng ý nói thêm được ta biết rồi lâm bắc thần vỗ nhẹ lên bả vai của lăng ý lại nói tiểu hòa tử cố gắng lên ta rất tán thưởng người đấy lăng ý vui sướng vô cùng quỳ một chân trên đất đà tạ hoàng hậu Lâm Mặc Thần, cái gì thế này? Vẫn chưa được xem là chính thức, chưa có liền kiệu đâu, khiêm tốn chút đi. Hắn có hơi xấu hổ, để phần hậu lễ lại xoay người rời đi. Kỳ thần vương phụ, vàng son lộng lẫy, vô cùng rộng lớn. Là một trong 16 vị thần vương của canh kim thần triều. với phận của tỷ thần vương còn cao hơn cả kỳ thần vương. Là nhân vật hàng cha chú luyện kim cửu thế. Chỉ là từ trước đến nay hắn vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, Thuộc kiểu người còn ăn xong nằm ngửa chờ chết hơn cả kỳ thần vương kia. Trong số 16 đại thần vương, cảm giác tồn tại của hắn vô cùng vô cùng thấp. Trong khoảng thời gian mấy nghìn năm dài dằng dặc trong quá khứ, Thì thần vương luôn tận hưởng khoái lạc, vô cùng hứng thú với vật chất và sắc đẹp. Cũng chính vì thế phủ đệ của hắn vẫn luôn là tòa kiến trúc rộng lớn thuộc hàng đầu toàn bộ luyện kim chi thành vàng son lộng lẫy. Đồng thời trong phủ của hắn người ta ra, ra vào vào mỗi ngày nhiều vô số kể trên cơ bản đều là một vài quý tộc thích hưởng lạc trong toàn bộ canh kim thần triệu những người này thuộc vào nhóm người bị quần chúng khinh thường ngày hôm nay tỷ thân vương kinh đón một vị khách đặc biệt tham gia đại nhân bên trong mật thất sâu nhất phủ đệ tỷ thân vương hành lễ nhất nhất cùng kính không dám chậm trễ chút nào còn cung kính hơn so với lúc nhìn thấy luyện kim cựu thế ngày xưa Hai nghìn năm rồi, tỷ, ngươi còn nhớ rõ đời thể lúc trước hay không? Vì khách thần biết toàn thân bị bao phủ ở bên bóng đen, nhìn không rõ bóng người, không nhìn thấy được diện mạo. Giọng nói cũng đã trải qua xử lý bằng bí thuật đặc thù, nam nữ khó phân. Trong giọng nói còn có ít cười, ở trên chất vấn kẻ dưới. Tỷ không dám quên. Trên mặt của tỷ thần vương lộ ra sự vui mừng. Vì cách thần biết kia thỏa mãn gật gù nói Rất tốt Thần triều gặp nạn Chúng ta không thể ngồi xem không để tâm đến được Được còn hoàng tạp huyết không rõ lai lịch kia Xem trụ áo nghĩa của thất điện Hại chết cựu thế bệ hạ Thì người phải làm chút chuyện cho canh kim thần triều rồi Tâm tình của tỷ thần vương chấn động kịch liệt Nghĩa là phải động thủ với tần đế sao Xin đại nhân phần phó Hắn không dám phản kháng Vội vàng tỏ thái độ nói thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Người thần bí ném ra một tờ giấy nói. Sửa theo danh sách, đi triệu tập những người này đến thảm khách ở phủ của ngươi. Hồn lễ ngày mai bắt đầu hành động. Canh kim thần triều nhất định phải sửa dài quay lại quỹ đạo ban đầu trong thời gian nhanh nhất. Tỷ thân vương cầm xem tờ giấy, phát hiện bên trên đó viết lít nhà lít nhít đầy tên người. Đều là tên của các nhân vật đại danh đỉnh đỉnh từ quân chính của canh kim thần triều hiệp hội tán tu tập đoàn thương hội trong đó có một vài người có thân phận địa vị cực kỳ hiển hách còn có một vài người khác thì tu vi luyện kim và sức chiến đấu vô cùng khủng bố họ đều là nhân vật cấp bậc trụ cột của canh kim thần triều trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng nhiều người như thế chẳng lẽ đều là kẻ ẩn nấp sao hắn không dám thất lễ lập tức đi làm việc ngay điều khiến cho tỷ thần vương càng ngày càng kinh ngạc chính là khi hắn cầm lấy tín vật mà người thần bí kia đưa cho lần lượt tìm tới những người nọ đối phương đều có biểu hiện vô cùng phối hợp có một vài người thậm chí còn có sắc mặt rất hoảng sợ mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn đều chấp nhận lời mời sau hai canh giờ 57 mươi đá nhân vật của canh kim thần triều đều đúng giờ xuất hiện trong phủ của tỷ thân vương bởi vì tỷ thân vương bình thường sống trong bơ bơ khổ khổ tưởng hay tổ chức yến hội quy mô lớn làm vui tân cách vào ra nối điện không dứt nên lần tụ hội này cũng gây đến quá nhiều sự chú ý với bên ngoài bên trong hậu điện cảnh gác sầm nghiêm của vương phụ đại nhân ngoại trừ ba người là chủ tướng hàn tuấn của quân bộ thần cơ doanh nghị trưởng trương bưu của nghị viện trung vị và hội trưởng thương hội điện kim kim toa kim Chí ra thì những người khác trên danh sách đều đã đến đông đủ trong đại điện tỷ thần vương hồi hộp bẩm báo sự việc không hoàn toàn hoàn bí Trong lòng của hắn rất bất an Nhưng người thần bí kia lại không truy cứu Chỉ quát tay rồi nói Đã biết rồi, ngươi ngồi xuống đi Tính thêm cả thị thần vương Có tổng cộng 58 người lặng lặng ngồi đó Đều là quyền quý phú hào canh kim thần triều Nằm giữ phần lớn tài nguyên và năng lượng Bình thường chỉ nói một câu Một suy nghĩ trong đầu Cũng không biết có thể thay đổi vận mệnh Của biết bao nhiêu người Nhưng lúc này đây Bọn hắn đều nín thở ngưng thần Một câu cũng không dám nói Không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh Bên trong toàn đại điện Người thần bí bình tĩnh đứng đó Cũng không biết đang chờ đợi điều gì Thời gian trôi qua ước chừng Một ly trà Tiếng bước chân chuyển đến Ba người mặc hắc giáp xuất hiện trong đại điện Trong tay mỗi người bọn họ Đều nâng một cái mầm gỗ che kín Bằng vải đỏ Người thần bí gật đầu Vải đỏ được kéo ra trong đại điện đập tức vang lên tiếng kinh hô hoàng sợ khó lòng đè nén được mùi máu tươi tràn ngập bởi vì trong chiếc mầm gỗ kia xuất hiện ba cái đầu người đẫm máu được đặt ở bên trong mặt mũi trông thấy rõ ràng chính là chủ tướng hàn tuấn của quân bộ thận cơ doanh nghị trưởng trương mưu của nghị viện trùng vị và hội trưởng kim chí đại nhân của thường hội huyện kim kim toa đã từ chối tham gia hội nghị lần này bọn họ đã chết rồi Vượt rồi thời gian mới trôi qua có bao lâu ba người nắm giữ quyền lực lớn lao trong tay đồng thời cũng là cường giả tu vi tuyệt đỉnh vậy mà lại vụ thành phủ tức bỏ mạng như thế còn bị cắt mất đầu đáng sợ người nhà của bọn hắn cũng không còn tồn tại nữa giọng nói bình tĩnh của người thần bí kia giống như là cơn gió bão lạnh lẽo càn quét qua tim của mỗi người ở nơi này lại nói chúc mừng các người đã đưa ra quyết định chính xác sau lưng của tỷ thần vương ứa ra một lớp mồ hôi lạnh nếu nhìn lúc đó mình cự tuyệt chiều vỗ có lẽ bây giờ cũng đã nhà tàn cửa nát nhiệm vụ lần này rất đơn giản người thần bí nói thanh tộc cần một canh kim thần triều hoàn chỉnh nên sẽ không để luyện kim chi thành loạn cũng không cần các ngươi đi phóng hỏa giết người hay chiến đấu làm gì việc các ngươi phải làm là chỉ có một việc vô cùng đơn giản ở một nơi khác lâm bắc thần trở về lại thiên lang tình lộ một chuyến mặc dù rất nhiều hồng nhan tri kỷ không thể có mặt nhưng các huynh đệ chắc chắn đều sẽ đi nếu hắn không thể nào không nhớ tới ban hồ lâm hoàng hậu gửi thư mời đến các huynh đệ nhất định đi ban hồ mặt mũi đỏ lựng vô cùng vui mừng hiện giờ ban hồ đang là thiên lang vương chủ nhất của một hoàng triều cấp thấp một thế lực thua xa so với canh kim thần triều mà lại có thể nhận được tiếp mời đại hôn của hoàng đế canh kim thần triều. Việc này chính là việc đại sự chấn động toàn bộ thiên lang tình lộ. Một vài thân tử vốn còn chưa chịu phục, lập tức trở nên trung thực. Trước đó, đi theo đội quân kiếm tiên đến chiến trường tinh hệ thiên phúc. Sự uy hiếp đối với nơi này giảm xuống. Vị trí của cô nhi quả mẫu ban hộ thật ra làm không tốt lắm. Bây giờ thì sao? Ban hộ về hạ vạn tuyết là Bắc thần lại một lần nữa gặp được an bộ hy thương nhân giãn dược bây giờ đã lắc mình biến thành huynh đệ kết bái với đại sư trần bỉ dương hai người cùng nhau nghiên cứu thảo dược học quên cả trời đất mà càng khó tin hơn nữa là trần bỉ dương làm nhỏ an bộ hy làm lớn nguyên nhân cũng rất đơn giản tạo nghề thảo dược học của an bộ hy Đã vượt qua trần đại sư việc này không thể nghi ngờ đã khiến tổn nữ quân trần đại sư vô cùng không vui bình thường chỉ cần đàn lúc ra ra không có mặt nàng luôn thích làm khó ăn bộ hy tìm đủ các loại lý do và lấy cớ đồng thời còn xúi dục để để phá hỏng đan dược của ăn bộ hy nhưng hôm nay tiểu lưu ly xinh đẹp không có tinh thần đâu cho việc này nàng đang trùm chăn khóc trong phòng bởi vì lâm bác thần sắp kết hôn rồi còn nàng thì mới biết tin tức trước có một ngày trả nám bội tình bạc nghĩa nàng khóc rất thương tâm Nước mắt làm ướt hết cả áo gối và vỏ chăn Tiểu lưu đi cảm thấy trước đây Lâm Bắc Thần rõ ràng Đã có ý với mình Cũng đã phản hồi lời thổ lộ của mình Hai người đã lưỡng tình tương duyệt Kết quả Lâm Bắc Thần lại quay người cưới người khác Tí tí Người đừng khóc Nghe nói Lâm Đại ca bị gả Không phải cưới Để để tiểu đình ở bên cạnh an ủi Hả Tiểu lưu đi có hơi khó hiểu Tiểu đình nhất nhất nói rõ ra Ta nghe An Bộ Hy Gia Gia nói Lần này là Lâm Đại Can được gả cho Hoàng đế bề hạ của canh Kim Thần Triều Vì vậy thì khóc cũng, cũng vô ích Người lấy cái gì mà so với Hoàng đế tuyển Kim Thần Triều người ta chứ Khó trách Tiểu Lưu Ly càng tức giận hơn Hóa ra là ham vinh hoa phú quý Tự bỏ thế tử nghèo hèn là ta đây Vô sĩ Ông trời ơi, sáng tiền đổi xuống đầy đi Đánh chết cái gã phụ tình này đi đây đây tiểu đỉnh ngây người Hắn cảm thấy tỷ tỷ của mình ít nhiều Có bệnh hơi nặng rồi Tỷ tỷ Nếu người đã đau lòng như thế Vậy ngày mai sẽ không tham gia hồn lễ của Lâm Đại ca đâu nhỉ Hắn cẩn thận từng chút an ủi nói Ăn mộ hi xa 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 và ta đều muốn đi Đúng lúc để ta tìm một vị luyện kim sư Chữa trị thân thể Bản thể của hắn chính là một chiếc đỉnh luyện đan Bởi vì đan luyện chế ra quá nhiều thảo mộc trì linh Nên sinh ra linh trí Ý thức siêu tiến hóa Như là chân nhân vậy Nhưng thể xác lại không thể nào cường hóa lại một lần nữa Bởi vì pháp môn tu luyện của nhân loại Vô hiệu đối với hắn Nên hắn hy vọng Có thể nhận được sự trợ giúp từ tuyển kim sư Đi, ta đi chứ Tại sao ta lại không đi Tiểu đô lì lập tức ngừng khóc Đứng bật dậy Hai tay chống lại nói Ta muốn đi để vạch trần bộ mặt thật của hắn Ngày trước mặt tất cả mọi người Hay dạ đêm độc thần cuối cùng sau đó lâm bắc thần ôm thiên thiến thất vọng vô cùng rút ra một điếu thuốc nói quân bộ bắc thần không có chuyển đến tin tức về mẹ con thiên thiên ạ à? chuyện này vẫn luôn dựa vào thiên thiến kết nối thiên thiến cảm thấy có hơi mệt mỏi qua thật con mền lử càng người hơn cả chuyện trình chiến trên chiến trường nhưng trên tâm lý lại có được thỏa mãn cực kỳ to lớn nàng nghe vậy thì nói thiếu giả từ lúc bắt đầu đến kỳ kết thúc tổng cộng một canh giờ. Câu hỏi này ngươi đã hỏi ta ròng rã 21 lần rồi. Trước mắt thì vẫn chưa. À thế à? Lâm Bắc Thần nói. Hỏi nhiều lần thế rồi sao? Biểu cảm rất qua loa. Tiên Tiến lại nói tiếp. Không biết tại sao gần đây ta luôn nằm mơ. Mơ thấy thiền thiền tỷ tỷ và tiểu nhược tố. Mơ thấy các nàng không phải chịu khổ, vô cùng vui mừng. Nhất là tiểu nhược tố đã trưởng thành trở thành một đại cô nương. Chơi đùa vui vẻ cùng với một đám tiểu đông Thích chơi trò lão hữu tóm cả con nhất Lâm Bắc Thần nói Ngày nghĩ gì đêm mơ đấy Hai người trò chuyện một lúc Thiên Thiên mệt mỏi dần ngủ thiếp đi Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra Mở bài đồ map ra Bắt đầu tìm kiếm từ khóa Thiên Thiên Và Lâm Được Tố Trên đó kết quả hiển thị Là không tìm Có kết quả tìm kiếm không có Rốt cuộc là đã đi đâu rồi Trong lòng của Lâm Bắc Thần vô cùng lo lắng hắn có một loại sự cảm rõ ràng rằng nữ từ áo trắng thần bí kia đang nhắm vào mình nên mẹ còn thiền thiền mới tạm thời được an toàn đến tận lúc trần tướng được vây bày khi đó mới biết đối phương muốn gì nhưng cảm giác chiếc giải thứ hai mãi không rớt xuống sẽ khiến cho người ta rất khó chịu hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi tiếp tục mở cd com ra chuyện làm ăn với thổ phỉ ca gần đây vẫn luôn rất thuận lợi lâm bắc thần kiếm được không ít mà phản hồi bên phía thổ phỉ ca Cũng vô cùng nhiệt tình và nhanh chóng Đã không còn kiểu thích chữ như vàng nữa Mà là xâm lâm bắc thần điều huynh đệ ruột thịt Máy hát đã mở ra Là không dừng lại like được Ví dụ như lần này Lần này lại kiếm lời được một mớ lớn rồi Andre Lanin kia của người Đúng là chất được hoan nghênh Còn có hải cầu hoan nữa Đúng rồi, phần ủ đề buôn bán cũng rất khá Một vị đại nhân vật rất thích sau khi hắn nuôi hoa hoa cỏ cỏ bằng phân ure thu hoạch tăng lên gấp bội dựa trên lần bàn bạc trước đó của chúng ta ta đã mở tài khoản giúp người trên ngân hàng trung ương đế tinh tất cả hoa hồng được chia đều đã cắt vào trong đó rồi cho đến khi người tiến vào đế tinh bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra được yên tâm tất cả tài chính đều vô cùng an toàn minh bạch dựa trên yêu cầu trước đây của người ta dùng người tạo ra một thân phận giả an toàn tuyệt đối Tất cả thông tin từ khi được sinh ra đến tận bây giờ đều hợp pháp tất. Còn những có là đám quan thuế vụ của thần thánh y hội thì cũng tuyệt đối không tra ra được cái gì hết. Cạn đi thay cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai chúng ta. Loạt đoạn chắc riêng này đều là tin nhắn mà thổ vị ca đã từng tích chữ như vang của trước đây gửi tới. Lục trường lạnh nhạt bao nhiêu thì bây giờ nhiệt tình như lửa bấy nhiêu. Lâm Bắc thần xem hết cười nhạt bỏ tiếng <laughs> hắn vẫn chưa trả lời lại quyết định im lặng một lúc bùa với thổ phỉ ca một phen trước đã trong quá lúc này thổ phỉ ca đột nhiên lấy cười tới một đoạn tin nhắn mới gần đây mấy chuyện làm ăn phải chậm lại một chút thôi hử xảy ra chuyện gì sao gặp phải phiền phức gì rồi sao đừng lo là chuyện tốt địa vị của ta ở đấy tình hiện giờ là nước lên thuyền lên nhận được sự trọng dụng của đế đình lần này ta được cắt cử ra ngoài Đến canh kim thần triều làm việc Chuyện làm ăn ở đây tình tạm thời Chưa yên tâm giao lại cho người khác Nên tạm dừng Hử? Câu nói này làm khơi đền hứng thú Của Lâm Bắc Thần Thuộc vị ca đến canh kim thần triều à Hắn nghĩ nghĩ rồi nói Khéo thật Ta cũng đang ở canh kim thần triều Hay là chúng ta hẹn một phát đi Hỏi chấm Nên là gặp mặt nhau ấy tin đắn nhanh chóng hiển thị là đã đọc nhưng thổ phỉ ca chìm trong một khoảng trầm mặc thật lâu khi lâm bắc thần sắp bị mất hết kiên nhẫn hắn lại nói được việc hẹn gặp thổ vị ca cũng không nằm trong kế hoạch của lâm bắc thần hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn đã hẹn thời gian xong xuôi hắn không thể công nhanh nhẹn kết thúc cuộc chiến với thiên thiến sau khi quét dọn chiến trường điểm đó hắn dùng thuật hồi thành dẫn theo đám người bàn hộ đến luyện kim chi thành vẫn như cụ sắp xếp tạm thời ở lại kỳ thân vương phủ sau khi sắp xếp xong xuôi Lâm Hoàng Hậu lén lén lút lút lặng lẽ đi ra ngoài Rất nhanh sau đó dựa theo ước định Tiến đến một phòng làm việc gia công phần mềm Của Hiệp hội luyện kim sư tên là chỉ nằm là được Trong luyện kim chi thành Loại là phòng làm việc này mở ra cho người bên ngoài thuê lại Thuê ngắn hạn hay thuê dài hạn đều được Lại công phần phải ký tên Dương Thị Kiều cho thuê phòng tự học Ở thành phố lớn trong kiếp trước là địa điểm mà rất nhiều luyện kim sư bị viêm bằng túi thích nhất. Số lượng người ở đây cực lớn, có thể thấy được luyện kim sư thích nằm cũng không ít. Lúc Lâm Bắc Thần đến phòng làm việc đặt trước thời hạn kia, thuộc vị ca vẫn chưa đến. Dưới sự chỉ dẫn của một ông chủ luyện kim sư râu tóc bạc trắng, hắn đến gian phòng thuê được đặt trước. Hắn huy hoái với đống chai chai lọ lọ trong phòng làm việc. Dựa vào tiếp xúc trước đó, thầm cẩn thận phát họa lại dung mạo tuổi tác với tính cách của thổ phỉ ca trong lòng. Nói thật, thấm Bắc Thần rất tò mò về thổ phỉ ca. Dù sao thì đó cũng là người đồng hành trưởng thành cùng với mình từ lúc mới bắt đầu. Lúc trước người đó cũng đã lấy ra thần dược trọng lâu giúp một cầu đưa thần khôi phục. Bây giờ nghĩ lại nếu thổ phỉ ca là người của đế tinh, việc lấy ra một thứ như trọng lâu thật sự là hợp lý quá đi chứ. Đối với lần gặp mặt này, Lâm Bắc Thần vẫn khá xem trọng đó Bởi vì lão thổ phỉ Là bạn bè hợp tác quan trọng Cũng có thể gọi là kiếm chủ Dù sao thì bây giờ Mỗi ngày đủ các loại phần mềm điện thoại vận hành Cần một lượng lớn tài chính Hao tổn cho việc sạc pin cũng không thể xem thường được Mà nguồn tài chính Để hắn mua đủ thứ hàng online Và nuôi cả một đội quân kiếm tiền như thế Số tiền này đều thông qua Việc làm ăn kiếm lợi Từ giá tranh lệch khi mua bán mà có với tư cách tổng đại lý để lão thổ vị bán lẻ có thể nói là có công gạo rất to lớn trong khoảng thời gian hợp tác từ trước đến nay đối với đủ loại hàng hóa thổ vị ca đều là ai đến cũng không chối từ đều có thể tiêu thụ xuất hết ra bên ngoài mà tốc độ lại còn cực kỳ nhanh hợp tác với bạn bè như thế này ai mà không yêu chưa được đây cũng chính là lý do mà lâm bắc Thần vội vàng trèo ra từ trong chăn của thiên thiên lại còn hẹn hò với nam nhân chưa từng che mặt vào đêm ngày trước đại hôn. Một lát sau tiếng đập cửa vang lên, một đại hán cao lớn tiến đến, Giang người cao lớn, mặt mày hồng hào, ngũ quan đoan chính, trên người mặc thường phục nhuyễn giáp màu tím, đơn giản chất phác. Đây là kiểu người tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên vô cùng ngay thẳng, giống như đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Nhất là hai hàng chân mày rậm dông như hải thành trưởng đào sách lên, trong kiên nghị có sự chất phác càng làm cho toàn thân từ trong ra ngoài đều là vẻ tự tin hà hà vừa mới xảy ra chút chuyện đến trễ rồi đại hiệp tươi cười cười mở vừa nhìn thấy mặt đã đưa tay ra nói người chính là hồng tiên sinh hồng hoang thể nhất soái sao trẻ thật đấy lâm bắc thần chấm 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 gọi là hồng tiên sinh có hợp lý không anh thấy cũng nhìn ra được đây chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi hắn nghiêm túc đánh giá Ừ, hoàn toàn không giống với mình đã tưởng tượng Thổ phỉ ca trong tưởng tượng của hắn Không giống Hắn còn tưởng rằng Hắn phải là một lão đầu tử trầm mặc ít nói Hoặc là một hán tử lồi thổi lệch thích Ai mà biết được bề ngoài của thổ phỉ ca lại bị vũ thế này Mời ngồi Biểu hiện của lầm bác thần Giống như là minh chủ Thổ phỉ ca cũng đang đánh giá lầm Bắc thần Nói thật là lầm bác thần Cũng không giống với tưởng tượng của hắn cho lắm hắn vốn cho rằng lâm bắc thần sẽ là một thương nhân trung niên là một người khôn khéo và biết tính toán và sẽ là một tên mập mạp khéo nói khéo cười đồng thời cũng sẽ có chút gì đó thành khẩn không ngờ là trẻ tuổi như thế lại còn anh tuấn như thế nào chỉ là anh tuấn không đâu giá trị nhàn sắc của thằng nhóc này gần như có thể dùng hai từ mỹ mạo để hình dung được rồi nhưng sao lại cảm thấy mình có hơi quen quen nhỉ trong ánh mắt của thổ phỉ ca dần dần lộ ra vẻ kinh sợ khó lòng nén nổi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với phản ứng này. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, lần đầu tiên gặp hắn đều sẽ bị giá trị nhàn sắc của hắn làm kinh sợ. Đúng thế, trước khi gặp mặt, đôi bên ước hẹn xong đều sẽ dùng gương mặt thật đi gặp người. Đây chính là biểu hiện thành ý to lớn nhất cho sự hợp tác giữa đôi bên. Nhưng lời nói kế tiếp của thổ phỉ ca lại khiến cho lâm bắc thần giật này cả mình thứ cho ta mạo muội người là lâm bắc thần à trong giọng nói của hắn không che đậy nổi sự kinh ngạc chính là người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng ngày mai sẽ phải gả cho luyện kim thập thế mà nó chứ Mày đội thành thế cửa lâm bắc thần kinh ngạc chuyện trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sự cảnh giác hình như có gì đó không đúng lắm quan viên đến từ trung ương đế quốc cũng không phải là thành viên của sứ đoàn hạ lễ nhưng để hiểu rõ mình như thế trực giác nó cho hắn biết có vấn đề hình như có một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó đang chậm chậm không một tiếng động tiến đến gần người biết ta sao lâm hoàng hậu bình tĩnh hỏi người là kẻ nổi danh ở truyện kim chi thành khắp nơi trong thành đều có chân dung và video chiến đấu của ngươi thổ phi ca giải thích một câu rồi hắn chợt im lặng nhưng trong lòng của hắn thật ra là như sóng to gió lớn nổi lên rồi. Bởi vì sau khi hắn nhận ra thân phận thật sự của Lâm Bắc Thần, biết rõ rằng người trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt đây ngày mai sẽ phải chết. Tất cả đều đã ấn định như thế, không một ai có thể chạy trốn khỏi tấm lưới như thế cả. Thổ Phi Ca là một người thẳng tính, cũng không phải là người biết cách che đậy nội tâm. Nhiều khi biến hóa cảm xúc thể hiện ra vô cùng lộ liễu, Ví dụ như ngay sau khi ý thức được giá trị của Lâm Bắc Thần trên mạng kia. Trong quá trình nhắn tin, hắn từ ngạo mạn dần trở nên cung kính. Hắn không cảm thấy đây là một khuyết điểm. Nên khi hắn phát hiện ra, quý nhân trên trời rơi xuống trong cuộc đời của hắn lại là một người trẻ tuổi sẽ phải bị như thế. Vậy mà lại bị mấy cự đầu bên trên đấy tinh kia phán định tử hình tử sớm. Hắn liền thấy hơi xoắn suýt. Nguyên nhân khiến hắn xoắn suýt cũng không phải vì Hắn biết rõ Lâm Bắc Thần sắp phải chết Mà nguyên nhân còn là vì mục tiêu lần này Hắn đến luyện Kim Chi Thành Là để đưa Lâm Bắc Thần lên được Mặc dù trong kế hoạch lần này Nhân vật mà hắn đóng vai không quá quan trọng Vận mệnh Vận mệnh chó má Thật sự đã tạo nên một vở kịch to lớn dành cho hắn Lâm Bắc Thần không biết mình đã bị phán án tử hình Chỉ nhìn thổ phí ca đang im lặng Dường như hắn mơ hồ nhận ra Một vài tin tức không ổn lắm Thế là hắn đi thẳng vào vấn đề Chủ động hỏi Tâm của người hình như loạn rồi Thổ vị ca nhìn hắn một cái rồi nói Rời khỏi luyện kim chi thành đi Hắn không thèm nghĩ ngợi liền đưa ra lựa chọn Hử? Lâm Bắc Thần rất bất ngờ Là sao? Thổ vị ca nói Ở lại kết hôn có thể người sẽ chết Lâm Bắc Thần chấm 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 Kết hôn đáng sợ tới thế à? Đại ca, Lâm Bắc Thần vươn tay tóm lấy tay của thổ Phi ca như tình nói Khó trách ta mới chỉ gặp được ngươi có một lần Đã cảm thấy rất thân thiết trong tiểu huynh đệ ruột thịt đã thất lạc nhiều năm Người quan tâm ta như thế Liệu có thể nói rõ chi tiết được không? Thổ Phi ca lại tiếp tục trầm mặc Ngày mai Luyện Kim chi thành biến thiên Hắn chậm rãi nói tiếp Ngươi nằm trong danh sách nhất định phải giết chết Đối với hắn mà nói Đưa ra quyết định thế này cũng không phải là vì chuyện gì quá khó khăn. Bởi vì trong kiếp sống lạc lối trong nghèo túng dài đăng đẵng ở đấy tình kia của hắn, khiến hắn mất đi lòng tin và cái đám quan lại trên đế tình tự sớm. Mặc dù bây giờ hắn đã một lần nữa trở thành tân quý chạm tay có thể bỏng, nhưng đó là bởi vì hắn có được nguồn hàng hóa từ Đâm Bắc Thần. Nếu như mất đi Lâm Bắc Thần, hắn sẽ lại một lần nữa trở nên không còn gì hắn của trước đây từng trung thành với đế hoàng từng tin tưởng vào đế đình nhưng hắn của hôm nay chỉ muốn kiếm tiền lâm bắc thần nghe vậy thì mỉm cười có vương bà bà ở đây ai có thể giết được ta chứ vương bà bà lập tức quỳ xuống đập chết hắn và lại từ lời của thổ phỉ ca nói trong chớp mắt lâm bắc thần tiền có được một tin tức rất mập mờ thổ phỉ ca cũng không phải là người của hoàng cổ tộc mỗi một tộc nhân hoang cổ tộc đều dùng như kẻ điên vậy chỉ hẳn không thể bắt sống mình đem về tranh công So với công lao của ngày đó Thì còn kém xa rất nhiều So với chuyện hợp tác của hai người Trên gd.com Thổ vị ca lại còn nhắc nhở hắn Điều này chứng tỏ là con có khả năng xúi dục Dù sao thì mấy chuyện như là âm mưu ám sát Không nói ra miệng thì không còn linh nữa nhất định phải là người tuyệt đối giữ bí mật mới có thể Để lộ bí mật như thế này ra ngoài Chỉ có không lần và vô số lần nếu nói như thế thì lâm bắc thần mỉm cười bình tĩnh nói đại ca ngươi cảm thấy ta là loại người như thế nào thổ Vi ca nghe xong hơi giật mình sao lại trở lại thành đại ca của ngươi rồi hắn hơi suy ngẫm nói không nhìn thấu được sự tích về ngươi ta đã từng nghe nói rồi dù là ở đế tình cũng có người bàn luận về ngươi ngươi đã từng giết chết nghị viên còn giết chết không ít tình đế của hoang cổ tộc đánh giá bên trên đế tinh về ngươi có khen có chê lâm bắc thần cười nói ý của ta nói là nhân phẩm kìa ngươi có nhân phẩm hả thổ phi ca kinh ngạc hỏi lâm bắc thần ba chấm luôn có thể không công kích cá nhân được không vậy thổ phi ca cũng cảm thấy có lẽ mình đã nói quá thẳng thắn ờ, ý của ta là đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ta vẫn chưa hiểu lắm về thân phẩm nhân phẩm của ngươi Người tên này rõ ràng là quan sát không cẩn thận rồi Lâm Bắc Thần nói Thật ra ngươi chỉ cần nhìn vào tướng mạo Là có thể phân biệt được ta Tuyệt đối là kiểu người thành thật Đáng tin chất phác trung thực Đúng rồi Thổ Phỉ Ca Ngươi cũng muốn làm một bố lớn không Trong lòng của Thổ Phỉ Ca Theo bản năng dâng lên một tia cảnh giác Hắn cảm giác là Lâm Bắc Thần Muốn làm chút gì đó với mình Ngươi muốn hỏi chuyện sắp xảy ra vào ngày mai Đúng không Thổ Phỉ Ca nói Ta khuyên ngươi đừng có hỏi Bởi vì ta sẽ không nói đâu Lâm Bắc Thần cười giống như một tên ma quỷ Lại nói Nhiều khi mọi người đều cho là mình Dù có chết cũng sẽ không làm một chuyện gì đó Nhưng thật ra không phải như thế Không muốn làm chỉ có hành nguyên nhân Thứ nhất là lợi ích không đủ nhiều Thứ hai là sợ gánh chịu hậu quả thôi Thổ phí ca không thể không thừa nhận Lâm Hoàng Hậu nói rất có lý Lâm Bắc Thần lại nói tiếp Nếu như trên thế gian này có chuyện và lợi ích đủ nhiều lại không cần phải gánh chịu hậu quả người có muốn làm hay là không thổ phi ca cười nhạt nói trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng lợi ích để cắt nhắc cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dùng lợi ích để mà mua chuộc được nên là lâm bắc thần nói vì vậy nếu như người có thể đưa ra đủ lợi ích ta đương nhiên sẽ làm thổ phi ca rất thành thật lâm bắc thần lập tức bật cười nói Xem ra là chúng ta đều là người thành thật Hai người thành thật sắp bắt đầu Một lần hợp tác tín nhiệm vào nhau đây Lại đây nói chút đi Ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì Chỉ cần người nói đại khái thôi Tất cả hàng hóa của nửa năm sau Ta đều chỉ thu giá bán bằng một phần ba hoa hồng Còn tất cả những thứ khác Đều thuộc về người hết Thuộc vì các không tự chủ Mà thấy hơi rào động Hắn nói một cách đầy khẳng khái Ta hát lại là hạng người tham tiền kia sao Người xem ta trở thành người thế nào vậy hả? Vậy cứ quyết định như thế đi. lập bậc Thần chìm sâu vào trong hoài nghi của chính bản thân mình. Tại sao xung quanh mình đều đa dạng cười như thế này vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình sao? Mà thuộc vị ca cũng là người thoải mái, lập tức bắt đầu kể ra tương tận. Chuyện này á, nói ra rất dài. Ta nói với người việc này trước đã, nói về bố cục thế lực bên trên đế tinh hiện giờ đi. Ngày xưa đế hoàng lớn nhất nhân tộc, với vị lực và thần thông vô thượng phá vỡ thời đại tranh bá ngang dọc của thú nhân ma tộc và hồng hoang di chủng mang đến vinh quang cho nhân tộc ta sáng tạo ra hệ thống tu luyện 24 huyết mạch đạo đồng thời thành lập nên thần thánh đế đỉnh trí cao vô thượng nó thật sự là một quãng thời gian nhân tộc đã từng phong quang vô hạn trí cao vinh quang thực lực cường đại những nơi mà 24 đại quân đoàn nhân tộc đi qua tất thảy địch nhân đều hôi phi yên diệt vinh quang thuộc về nhân tộc đế hoàng chi cao vô thượng trung thành vinh viễn trung thành với đế hoàng tốt thật đấy thổ vị ca nói đột nhiên trở nên kích động thân thể của hắn hơi run lên sau đó cào vút với cảm xúc phấn khởi đó sắc mặt có hơi ửng hồng mặc dù lâm bắc thần không hiểu rõ cho lắm nhưng để có thể cảm nhận được rõ ràng nam nhân khôn cô trước mắt hắn trong phút chốc đó dưới đây lòng đã bộc phát cảm xúc cảm xúc vừa điên cuồng lại vừa nóng bỏng. Mà bản thân của thổ phỉ cả tất nhiên cũng phát xác được dao động cảm xúc của bản thân. Hắn đây lại tinh thần, có hơi tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc là phần lớn vinh quang của ngày xưa cũ, bây giờ đã còn tồn tại nữa đâu. Bề trên đế tình bây giờ, rắc rối giữa các thế lực lớn nhỏ khó gỡ. Vô số tập đoàn to to nhỏ nhỏ, tuần theo lý niệm khác nhau, tranh đấu nhau mà ba thế lực to lớn nhất theo thứ tự là thần thánh nghị hội thần thánh nội các và huân diệu thành thần thánh nghị hội đừng tạo thành bởi các hoàng triều tri chủ đại nghị trưởng người khống chế các thế lực lớn ở các thế giới đại tinh cầu dân tộc thuộc vũ trụ hồng hoang cứ cách mỗi trăm năm là một nhiệm kỳ xúc tu quyền lực vương đến khắp toàn bộ thế giới nhân tộc tự nhiên là một tòa kim tự tháp đứng sừng sững dù là nghị viên cấp bậc thấp nhất cũng là người cầm quyền Ở thế giới nhân tộc Thần thánh nội các Được tạo thành từ hậu duệ của thủy tổ 24 đạo huyết mạch Nội các có tổng cộng 24 người Tương ứng với 24 tổ Khi xưa vào thời điểm huy hoàng nhất 24 người này Chính là 24 vị thủy tổ huyết mạch Đáng tiếc là huy hoàng Đã bị bừa gió rơi cuốn Bây giờ thần thánh nội các Chỉ có 4 vị thủy tổ huyết mạch Năm xưa tọa trấn Bốn vị đại nhân này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, do thêm khi quản lý sự vụ cụ thể. Mà hai mươi vị trí nghị khuyết, khuyết thiếu kia, thì đại càng được cường giả tổ cảnh mới có chút thực lực cường đại bổ sung vào. Quân Diệu Thành tương đương với các quân bộ đại hoàng triều. Độc lập so với nghị hội và đội các, đã từng là lực lượng thuộc về độc nhất đế hoàng PH hạ chỉ huy. Nhưng hôm nay đội bộ quân Diệu Thành đã bị chia rẽ, sự khống chế với lực lượng của các đế quốc đại tình hệ nhân tộc không còn lớn bằng lúc trước nữa. Mà sức chiến đấu quân đội lệ thuộc trực tiếp đang điên cuồng sụt giảm. Trong đó có duy nhất một nhánh quân đội còn duy trì được sức chiến đấu, gọi là cấm quân, là quân cận vệ của đế hoàng vệ hạ. Ngay đồn vào thời kỳ cường thịnh năm xưa, cấm quân còn có thể đối kháng chính diện với 24 vị thủy tổ. Đáng tiếc bây giờ bọn hắn đều đã bóng quân trong đế hoàng thánh điện mãi mãi bầu bạn bên vị quân chủ của mình, công thần chánh quân duy nhất hiện nay vẫn còn duy trì tín ngưỡng quân đội như cũ. có lẽ cũng may là bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ với người bên ngoài, nếu không thì cũng khó tránh khỏi bị giành lợi dục vào ăn mòn. nói đến đây, thổ vị ca đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn đột nhiên phản ứng kịp. những tin tức này chắc hẳn không phải là thứ mà lâm bắc thần muốn biết, nhưng hắn cũng không biết là vì sao chính hắn muốn nói ra muốn phun hết ra một lần có lẽ là thời gian quá lâu vừa qua không ai có thể mở rộng cửa lòng như thế để biểu lộ nỗi nhớ về vinh quang vô hạn trong quá khứ đến bước trong lòng kể ra còn mãnh liệt như thế bất chỉ bất giác giống như đang ở trên khóa học lịch sử nhưng khi hắn ngẩng đầu lên phát hiện lâm bắc thần đang nghe rất cẩn thận có dáng vẻ rất hứng thú Việc này không thể nghi ngờ đã giúp tình cảm giữa thôn phỉ ca với Lâm Bắc Thần đậm hơn một chút. Một người cũng giống như mình, Mỹ đã từ hoài niệm về vinh quang ở thời đại trước, nhất định là người tốt. Còn Lâm Bắc Thần thì lại nghĩ, cầm quân của đế hoàng mạnh như thế, nếu như có thể cướp vào tay, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Nhưng nghĩ lại, ừm, um, ừm, um, có thể ta đang nghĩ tới Pitch. Đó là quân đội có thể địch lại tổ cảnh Muốn dựa vào giá trị nhan sắc của bản thân Đó là chuyện không thể Tiếp, 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 tiếp Lâm Bắc Thần thúc giục Thổ Phi Ca tiếp tục nói Chắc hẳn người đã sớm biết đến hoang cổ tộc rồi Lâm Bắc Thần đáp Đúng vậy, đúng vậy Đương nhiên đã biết rồi Ta vô cùng thích người của bọn họ uống rượu Đáng tiếc là mấy tiền đại đế giả Của bọn hắn đều có tử lượng không sao hết và lại trình độ thưởng thức rượu cũng rất kém Uống nhiều quá Rồi đổ thừa không chịu đi Thổ phi ca giật mình không hiểu trò lắm Thế là hắn tiếp tục tiến hành Thổ cập khoa học cho Lâm Bắc Thận Hoang cổ tộc vào giai đoạn Biến đổi trước đại phát diệt lần thứ hai Đã tự thành nhất tộc Nghe nói có nguồn gốc giống như nhân tộc Nhưng lại nói mình có huyết mạch cao hơn Xem thường việc bị đánh động với nhân tộc Tự cho là huyết mạch bản thân cao hơn Nhưng sau này sau khi đế hoàng đổi dậy Hoàng cổ tộc thấy nhân tộc thấy lớn Lúc này mới hoàn toàn thuộc về nhân tộc Trong 24 huyết mạch đạo, Huyết mạch thứ tư độc tệ Huyết mạch thứ năm thú hóa Huyết mạch thứ 8 huyết ma Huyết mạch thứ 10 biến thân Huyết mạch thứ 22 cải tạo Huyết mạch thứ 23 thôn phệ Và huyết mạch thứ 24 tình dục Thủy tổ của bài đại huyết mạch này Đều xuất thân từ hoàng cổ tộc Lâm Bắc Thần vừa nghe thế Trong lòng chấn động đây là bí văn Trước đây chưa từng nghe nói đến Tân chủ tế cũng chưa từng nói đến tin tức thế này Có trách người cổ hoang cổ tộc Từng người một điều ghê gớm như thế Cũng vì con quyền dần hết Nhà to nghiệp lớn là đây Đậm bắc thần đập tức cảm thấy Dường như có hơi áp lực Chủ yếu là cảm thấy lo lắng thay cho vương ba ba Cũng không biết một mình hắn liệu có tránh đỡ nổi hay là không Đợi như đập đến chỗ Đỗ đầu cũng không thể đập chết được đối thủ Thì sao đây không biết khai đầu sát của hắn liệu có hiệu quả công kích AOE gì được không đây? Lâm Bắc Thần lập tức nghe thấy thổ phì ca tiếp tục nói. Từ khi đế hoàng về họa không ra quan, thần điện đế hoàng đóng cửa, cầm quân yên giấc, 24 thủy tổ đất lượt tan lụi dần. Thế được Hoàng cổ tộc đang phát triển nhanh chóng. Bọn hắn có quyền lên tiếng cực kỳ to lớn trong thần thánh nghị hội và thần thánh nội các. Đã có thiết cục đuổi tỏ khó vẫy Thần thánh nghị hội có 1.300 nghị trưởng trung vị Hoàng cổ tộc đã khống chế hết 500 cái ghế 360 đại nghị trưởng Hoàng cổ tộc chiếm 180 vị trí Trong chiến vị trí tổng nghị trưởng Hoàng cổ tộc chiếm hết 6 chỗ Lâm bác thần một miệng hồ khá lắm Thần thánh nghị hội này không phải đang trở thành cái bô cho hoàng cổ tộc à Muốn tiểu làm sao thì tiểu kiểu đó Hắn cảm thấy có hơi áp lực còn bên trong thần thánh đội các Hoang cổ tộc hiện giờ chiếm 11 vị trí Trong số 24 Đây chỉ là bề ngoài thôi Còn trong tối có âm thầm không chế hay không Thì không biết được Chỉ có huân diệu thành Bởi vì hệ thống quân đội cần bảo vệ Tính thuần khiết của chính nó Nên hoang cổ tộc rất khó tiến hành xâm nhập Nhưng 24 quân đoàn ngày xưa Có hết 6 đại quân đoàn thuộc về hoang cổ tộc Bây giờ sau nhanh quân đoàn này Vẫn được duy trì như cũ ngoại trừ công quân xây dựng chế độ hoàn chỉnh có công quân ở đó ai dám tranh xanh thanh xanh tốt đẹp còn mấy nghìn quân đoàn khác đã sống không còn ánh hảo quang như xưa một cây quân đoàn bắc thần đỏ đòi đã có thể đánh cho đại quân đế quốc chiều bộ sụp đổ nếu hoang cổ tộc trần chính huy động quân đoàn lục đại nguyên thủy của bọn hắn dù chỉ xuất động một trong số đó đã có năng lực kết thúc chiến tranh trong tầm một tháng thổ phỉ ca tiếp tục nói đâm bắc thần đồng bộ hôi lạnh trên trán lại nói đợi đã ta không phải đã nói là chuyện ngày mai hay sao sao tự dưng ngươi cứ kể chuyện mai hù dọa người khác vậy thổ phi ca nước mắt nhìn hắn nói ta nói như thế là vì muốn nói cho người biết kẻ muốn giết ngươi muốn giết chết chuyện kim thập thế vào ngày mai rốt cuộc khủng khiếp đến thế nào nếu ngươi không muốn chết thì mau rời khỏi chỗ này đi đột nhiên đâm bắc thần cảm thấy có hơi mắc tẻ Chẳng lẽ có nhân vật cấp bậc thủy tổ sáng đầm hay sao? Hắn hỏi do. Điều điều hoàng cổ tộc xuất động nhân vật cấp bậc thủy tổ, vậy đúng là phải cẩn thận. Dù sao thì một mình lão vương không thể đập nổi được. Hơn nữa thần thông khái đầu này của lão vương có sức công kích vô địch. Nhưng rõ ràng tính bảo hộ lại hơi kém. Thủy tổ bên phía đối phương thở như tập kích bất ngờ từ một nơi bí mật gần đó thì sao? Trong nháy mắt hắn đã bổ não rất là nhiều thứ rồi Hắn lại nghe thấy thổ vị ca nói tiếp Cấp thủy tổ chưa hẳn đã xuất động Lần này người đến đã đại nghị trưởng của thần thánh y hội Tù vị cực kỳ kinh người Có thể tính tả tân tổ Đã không phải là người mà người có thể đối phó được Quân chỉ ngoại trưởng người có chiến được đỉnh phong này ra Thì hoang cổ tộc lần này còn mượn nhờ sức mạnh của đế đình phát động chính biến Tổ chức thực tượng tuyệt đối không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được. Nếu không có sự giúp sức từ bên ngoài, canh kim thần triều nhất định sẽ đổi thay. Lão cầm người, Thế từ hoàng đế luyện kim kia của người tuyệt đối khó lòng chống cự. Lâm Bắc Thần nói, có kế hoạch chi tiết không? Thổ vị ca trầm mặc một nát lại nói, như ta đã nói với người, một khi bị các ngươi phát hiện ra mục tiêu, đến lúc đó đế đình và hoang cổ tộc tất nhiên sẽ truy ra được rất dễ dàng tra được đến người ta. Cũng đúng, không thể để người mạo hiểm được. Đậm bắc thần chân thành nghĩ ngợi nói, kỳ hạn một phần hoa hồng kéo dài một tháng. Thổ Phi ca nói, ta hiếm lại một tháng này của người hay sao chứ? Ta chỉ là không muốn để để thần ái của ta là ngươi mệnh tăng hoàng tuyền vào ngày mai thôi. Quyết định như thế đi. Kế hoạch cụ thể thật ra rất đơn giản. Trạm thủ hành động, giao động tiến ngưỡng, Chọn ra tân hoàng khác Lâm Bắc Thần hơi suy tư Nên hiểu ra Thổ vị ca lại nói Thật ra lần này ta đến để mạ vàng Chỉ ở bên cạnh phất cờ ra hòa là được Hành động cụ thể không cần ta xuất thủ Nên tin tức biết được có hạn Đợi cho đến khi các người đều đã chết hết Ta trở về tranh công tĩnh thưởng là được Đến lúc đó tuyệt đối Có thể thăng thêm một cấp Tạ khinh Ra vẻ cả nửa ngay Hóa ra đây là một tình tiểu tốt lâm bắc thần không nhịn được tò mò nói ta còn chưa thỉnh giáo thổ vị ca hiện giờ đang giữ chức quan gì vậy thổ vị ca cười ha ha nói trước khi việc buôn bán của chúng ta bắt đầu ta là một phó quân đoàn trưởng không có thực quyền của huy diệu thành hiện giờ thì ta chỉ là một chính đoàn trưởng rơi tay công một nhánh chiến bộ nửa biên chế ồ thật kính thật kính lâm bắc thần chắp tay hành lễ rồi nói tiếp Nói thế là chỉ cần gây hoàn thành nhiệm vụ lần này Sau này trở về có thể thẳng chức sao Thổ phi ca gật đầu nói Không sai Chỉ cần lần này thành công đảm thịt ngươi Sau khi trở về Ta chẳng những có thể nhận được hoàn toàn quyền tự trị quân đoàn Mà có thể tiến vào thần thánh nghị hội Thu hoạch được một cái ghế nghị trưởng trong đó Đó đến cuối Hắn cười rất vui mừng Cười tới cười đuôi Có hơi đáng ý Tất cả khởi đầu này đều dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ lại bị mình tiết lộ kế hoạch Tự tay tiễn đi mất Còn đám Bắc Thần thì đã chìm vào Trong dòng suy nghĩ sâu xa Một kế hoạch to gan dần sinh sôi Trong nội tâm của hắn Nếu hành động ổn thỏa Đây tuyệt đối là một cơ hội Vậy là hắn lại hỏi Hoàng cổ tộc rong trống của trường như thế Để đến giết một tình quân nho nhỏ như ta sao Thổ phỉ cả nói Mục tiêu thứ nhất là giết người Thu hoạch cơ thể của người Làm đối tượng nghiên cứu mục tiêu thứ hai là phá vỡ tần chính của canh kim thần triều khôi phục về cục diện âm thầm bị khống chế như trước đó tốt nhất là có thể nạp thất điện vào phần mình vậy ta đúng là rất có thể hiện luôn nhỉ lâm bắc thần đã nụ cười nói cà cà người cũng muốn đầm đại công không người có ý gì thuộc phi ca không hiểu lắm trong lòng của lâm bắc thần đã có kế hoạch đại khái nhưng trước tiên hắn còn cần phải xác định một tin tức quan trọng Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi ca tại sao hoang cổ tộc lại xem trọng ta như thế? Chẳng lẽ chỉ vòn vẹn là vì ta có vẻ ngoài tuấn tú thôi Một cụm nước trà trong miệng thổ vị ca suýt nữa phùn hết ra ngoài Tại sao bản thân ngươi chẳng lẽ không có chút tự nhận thức được tí nào hết thế? Người cũng đã chờ chết mấy vị đế giả của người ta rồi đấy thôi. Hoàng cổ tộc hiện giờ quyền thế ngập trời, không thể chịu đựng nổi nhất, chính là vì người khác khiêu khích uy nghiêm nổi tiếng đã có thủ tắt báo. Người giết nhiều người của người ta như vậy, có thể thản nhiên sống vui vẻ đến tận bây giờ, lại còn thành công lừa gạt trái tim của một vị nữ đế. để ta là bản lĩnh to lớn lắm rồi. Bây giờ hoàng cổ tộc hận người tận xương, nghe nói mấy đại trưởng đáo trong tộc đã đồng thời hạ truyền ý chỉ, đều muốn có được, à, là tìm ngươi. Thổ phỉ cả nói, theo như ta được biết, nhiệm vụ hàng đầu trong đàn hành động này chính là người bất kể sống hay chết sống phải thấy người chết phải thấy xác còn về việc phá hủy canh kim thần triều có lẽ cũng là thuận tay thôi lâm bắc thần rất là hài lòng gật đầu hắn rất vui sướng nói vậy nếu ta chết trước thì sao đây ta nay trở nên thật quái gì con có thể chết trước à chỉ cần ta chết đủ nhanh hoàng cổ tộc mãi mãi không thể giết được ta ừ. Nếu như bây giờ người chết trước Thì kế hoạch lần này vẫn sẽ không dừng lại Bởi vì tên đã trên giày Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi Người chết là niềm vui ngoài ý muốn Sau đó nếu bọn hắn có rảnh tay Sẽ thanh tẩy luôn lão công của ngươi Và bao gồm toàn bộ canh kim thần trường một thể Biến nó trở thành đồ nằm Trong sự khống chế của mình Hồ Phi Ca hơi suy tư một lát Đưa ra đáp án có thể xảy ra nhất Lâm Bắc Thần lại nói Vậy đâu như ta cho người biết Cánh Kim thần triều có thủy tổ chân chính tọa trấn thì sao cái gì thổ vị càng nghe thế sắc mặt đập tức biến đổi thủy tổ thủy tổ chân chính đây cũng không phải là câu chuyện đùa đâu trên tình đế có tổ cảnh nhưng tổ cảnh và thủy tổ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau tổ cảnh được tân tổ dùng để tự dưng tân tổ đều thuận theo đối mòn mà cựu tổ từng đi dẫm đến bước chân lưu lại mà leo lên trên Nói dễ nghe một chút Thì gọi là một lần nữa xuất hiện hảo quang Nói khó nghe Thì đó chính là bắt trước người khác Dẫm đến bả vai của cự nhân mới đạt đến độ cao này Con đường mà người khác đã đi qua Lại không đi ra được con đường mới Vậy sẽ không thể nào trở nên siêu việt hơn Trong 24 huyết mạch đạo Bởi vì thủy tổ đã đi trên con đường này Đi đến tận cuối cùng của con đường này Tân tổ tuy có thể nghiền ép đối với tình quần tình đế nhưng mà khi đối mặt với thủy tổ trần chính Tân tổ dông được hạt cát đối mặt với sao trời Trên lệch cực lớn Nếu như trong canh kim thần triều Có thủy tổ trần chính tọa trấn Vậy kế hoạch mà hoang cổ tộc Khổ tâm bày bố lần này Chắc chắn sẽ thất bại Không phải người đang nói đùa đấy chứ Thổ vị ca nghiêm túc nói Trước đó không phải đạt ta đã nói rồi hay sao Cứ nói chuyện phiếm là được Hơn nửa đêm sao ngươi lại kể chuyện ma làm gì có thể là do đã uống nhiều trà Hắn cũng cảm thấy cô hơi mắc tè Đậm bác thần rất hài lòng Với hiệu quả thế này Không thể nhìn được cười nổi Thổ vị ca lại nói tiếp Người nói mọi chuyện cho rõ ràng Cái kim thần triều thật sự có thủy tổ tọa trấn à Nếu là như thế Bây giờ hắn chọn bỏ chạy Ta chỉ mới vướng góc đầu thôi Tuyệt đối không thể dễ dàng Gầu đai được Ở trước mặt thủy tổ bất kỳ âm mưu tính toán gì đó đều là tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Tần tổ cảnh cũng không ngoại lệ. Lâm Bắc Thần nói, đừng đóng vội, chúng ta tiếp tục trò chuyện thôi. Hắn dừng ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm nói, lão đệ à, người nói xem, nếu điều hoàng cổ tộc biết canh kim thần triều có thủy tổ tọa trấn, thì điều họ còn tiếp tục tiến hành hành động chứ. Thổ phi ca không kịp cần nhắc xem tại sao mình đột nhiên từ ca biết thành thệ rồi. Mà hắn chỉ không chút do dự đáp Tất nhiên đã không làm nữa thôi Bọn hắn sẽ hủy bỏ hành động lần này ngay lập tức Sau đó bọn hắn lại mưu đồ một lần nữa Đến cuối cùng có thể phát động chiến tranh Xuất động nhân vật cấp bậc thủy tổ Ui ui Mới suy nghĩ kết tôi Đã cảm thấy đáng sợ rồi Cuộc chiến thủy tổ tuyệt đối sẽ hủy thiên diệt địa Trực tiếp hủy diệt luôn mấy cái tình hệ Cũng là chuyện rất bình thường Đến lúc đó Thế giới của canh kim thần triều sẽ hóa thành một mảng hoang vu Ngành đón hủy diệt. Hoàng cổ tộc sẽ phát động chiến tranh với thủy tổ sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Thổ vị ca gật đầu nói. Trên đây tình ta đã từng nghe nói đến một vài chuyện bí mật. Nó trong mấy năm gần đây hoàng cổ tộc vẫn luôn âm thầm săn giết thủy tổ. Có lẽ chỉ là tin đồn, cũng không thể xem đã thật được. Nhưng không thể phủ nhận là hoàng cổ tộc có thực lực đó. Dừng lại chốc lát, thổ vị ca lại nói tiếp nếu điều hoàng cổ tộc biết nơi này có thủy tổ tọa trấn mà thủy tổ này đã có liên quan đến kẻ mang huyết mạch thần thánh đế hoàng như ngươi có lẽ thời gian phát động chiến tranh thủy tổ sẽ vô cùng nhanh chóng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để một thủy tổ nào che chở để người trưởng thành lâm bắc thần nghe xong dường như có điều suy nghĩ hỏi tiếp vậy nếu như ta chết đi rồi việc phát động chiến tranh thủy tổ có phải sẽ chậm đi rất nhiều không Thổ phỉ càng ngẫm nghĩ đưa ra đáp án khẳng định. Săn giết một vị thủy tổ tuyệt đối không hề đơn giản, nhất định phải có được niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng, công quỷ cơ trưởng thành chết đi, vậy thì hoang cổ tộc sẽ chọn bàn bạc bà kỹ lưỡng hơn, có lẽ sẽ để cho canh kim thần triều thời gian thở dốc nhất định. Nói đến đây, kế hoạch trong đồng lâm bắc thần càng trở nên rõ ràng hơn. Còn thổ phỉ ca đã lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn nói, người người sẽ không định xả thân bỏ mạng đấy chứ dùng chính mạng sống của ngươi để đổi lấy thời gian cho canh kim thần triều thắng lợi Người định để ta đem đầu của ngươi đi đến cổng chắc Lợi bác thần giật mình mắt ra hình tượng của mình trong lòng thổ vị ca vậy mà lại cao cả thế sao đúng đà có nghĩ giống như thế ấy. hắn gật đầu thừa nhận dù sao thì ta cũng là một nam nhân chất lượng cao nghĩa bạc vân thiên không tiếc mạng sống vì bằng hữu không được Thổ phi ca lập tức nóng ruột Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm cảm động Không hồ danh là lão thổ phỉ Đã trưởng thành cùng ta Và thời khắc quan trọng vẫn thường tà hơn Lâm Bắc Thần liền nghe thấy Thổ phi ca tiếp tục lớn tiếng nói Nếu những người chết rồi Ta còn tìm ai đấy hàng đây Xem như người muốn chết thì tốt xấu gì Cũng phải giao phó xong chuyện làm ăn Giữa chúng ta đã chứ Lâm Bắc Thần nghĩ Ta xin rút lại suy nghĩ vừa rồi Hắn hít vào một hơi thật dài Ánh mắt chân thành và tha thiết nói Ta có thể tin tưởng vào người được không? Thổ phi ca gật đầu Nên mặt đống tiền kia Đương nhiên là có thể rồi Được, vậy thì ngươi mang một người Về đế tình giúp ta Lâm bác thần nói Là ai? Thổ phi ca tò mò hỏi Lâm bác thần đã một nụ cười Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết Thổ phi ca nói Ngươi đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế hoang cổ tộc bây giờ trên cơ bản đã nằm nắm đế tình trong tay rồi. Tuy tiện để một người trà trộn vào đó vốn dĩ là mơ mộng hão huyền thôi. Lâm bác thần nói ta tự có cách của ta. Cậu phi ca xoắn suýt một lúc lại nói nên mặt đống tiền kia ta có thể thử một lần. Điều kiện tiền quyết là không được liên lụy đến ta. Lâm bác thần cười phá lên nói sao lại liên lụy đến ngươi được? Ta sẽ còn tặng thêm cho ngươi một phần thù đau lớn nữa ấy chứ Hai người thương nghị một phen cuối cùng đi đến nhất trí Đợi bắc thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mì tầm nói Còn có một vấn đề cuối cùng đây Thổ phi ca nhìn hắn Lợi bắc thần lại nói Ta rất thiếu kỳ Ngươi là dùng thứ gì để tiền lạc online với ta Ngươi có thể ở dưới tình huống không có điện thoại di động tiến hành giao lưu trên mạng với lâm đại thiếu chỉ có cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cùng thổ vị ca cậu nữ thần ban đầu là dùng hệ thống tình thể sự dẫn kỳ đơn thần cấp ở trong đó có thể có nguyên nhân tín ngưỡng chỉ lực con thổ vị ca này thì sao chứ càng khoa trương hơn hắn lại có thể ở trên đế tinh của vũ trụ hồng hoang cách vô số nằm ánh sáng rõ ràng kỳ diệu không có chút đạo lý liên lạc với lâm bắc thần ở trên đại lục đồng đạo trần châu xa xôi lúc bấy giờ hơn nữa còn có thể chuyển phát nhanh đồ vật qua cái này rất không hợp lý lẽ thường tình có lẽ có nguyên nhân của điện thoại tử thần nhưng nguyên nhân càng lớn hơn rất có thể là thổ phỉ ca bản thân trên người của người này cũng có thứ gì đó đây là điều mà lâm bắc thần vẫn luôn rất tò mò hắn mơ hồ cảm thấy Phạm là những người nảy sinh liên hệ với điện thoại tử thần đều không hề đơn giản. Thổ Vĩ cát nở nụ cười, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không phải sao? Là Bắc thần ba chấm luôn. Có thể tiết lộ bí mật, Để không muốn nói ra việc nhỏ này. Xem ra thổ Vĩ cát cũng là một người lươn lẹo. Một đát sau, Lâm bắc thần rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Khi hắn rời đi, dùng phải ánh ma thuật biến đổi dùng mạo. Không còn cách nào khác, nam nhân giống như hắn, thật sự là quá xuất sắc dùng điều đòm đóm trong đêm tối, quá nổi bật, rất dễ dàng thu hút sự chú ý. Vương hồ, hắn đã bị số 91 tầng tiền sinh lang xây trở thành đỉnh lưu. Khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy phan cuồng. Đã quyết định gây chuyện, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, đều phải vô cùng cẩn thận. Hết tập 307